Phanh Phui Xác Thịt là một bộ phim sản xuất cách đây 36 năm, đó là vào năm 1987. Đây là phim cấp 3 cổ trang 18 cộng, một trong những bộ phim nổi tiếng thời đó bởi hình ảnh cởi chuồng, chơi nhau mùi mẫn. Có thể nói thời đó là hoàng kim của những bộ phim cấp 3 của Hồng Kông, giống hệt như những bộ phim của JAV Nhật Bản bây giờ. Phành phui xác thịt là bộ phim cổ trang câu chuyện xoay quanh một chàng trai thư sinh. Cậu ta luôn mơ những giấc mơ quan hệ với những cô gái đẹp và có một giấc mơ anh đã mơ thấy mình bị chết sau một đêm quan hệ tình dục với cô gái trong mơ. Anh đã vội vàng đi kiếm một nhà sư để hỏi. Nhà sư bảo đừng bao giờ tâm niệm đến thú vui của xác thịt. Nhưng chàng trai không chịu nghe, đã đi quen và kết hôn với một cô gái còn trinh và quan hệ xác thịt với cô ta.